wow, on the cheese, never stop, on the beat, yeah, wow. Khánh nước đi. Lại, lại, như thế này ta, như thế này, lại. Sắp đóng Michael Jackson nhỉ. Tôi muốn. Bon TV. Ô, sao ta lại ở đây? Không thể, sao ta có thể chui trong cái lồng như thế này được chứ? Ta không thể ở nơi này được. Khiến ta bực mình. Ta phải đi tìm một cái gì đấy để mang lại niềm vui cho ta mới được. Mình đã xinh đẹp như vậy rồi, tô thêm một ít son phấn nữa là xinh hơn cả Thúy Kiều ấy chứ. Thú vui của ta đây rồi, làm luôn cho nó nhanh. Sao mặt mình lại thành ra thế này? Anh Dũng, anh Thuyết ơi, có người bắt nạt em. Mình phải đi tìm hai anh đòi lại công bằng cho mình mới được. Ôi, hôm nay trời đẹp thế nhở. Walk on the cheese, never stop on the beat, yeah. Walk on the cheese, never stop on the beat, yeah. Khánh nước đi. Lại, lại, như thế này ta, như thế này, lại. Vừa thấy cái bóng đèn đây mà. Được lắm, mình cứ đợi đây, ta sẽ trả thù. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình với những đứa trẻ. Ha ha ha. Sắp đóng Michael Jackson nhỉ. Tôi muốn. Thật là thú vị. Bà lại. Vũ Phú Thúy. Ta đi đây. Bà được lắm. Ở đây. Ta phải báo thù. Ủa phù thủy à? Được lắm. Ta sẽ bắt mụ lại. Ta cho mụ bơi giống ta. Tức quá đi mà. Anh là anh lại ướt thế này. Úi giời ơi, đó là một câu chuyện rất là dài. Mặt em lại lem luốc thế. Em bị một cái bóng đen vượt qua sau mặt em như thế này. Hả? Chắc chắn lại là bà phù thủy đây mà. Ai đang nhảy Michael Jackson thì bị một bà phù thủy đạp anh xuống dưới nước. Thế là anh như thế này đây. Là sao tức không? Qua đi mà. Nhìn người anh mà hỏi có sao không à? Anh toàn buồn ghét tất thế này. Thôi, bây giờ anh em ta phải về nhà báo với anh Thuyết lên kế hoạch. Ba anh em ta sẽ trả thù bà phù thủy, được không? Vâng anh ạ. Đi thôi. Tức quá đi mà. Yeah.
chưa? Anh Thuyết, sao lại cầm đũa cày ngồi dưới cống thế này? Nãy anh đang uống nước thì có một bóng đen nó vụt qua, xong anh đuổi theo đến đây thì biến mất luôn. Thì sao người mày như thế này mà cái mặt con này như thế này là sao? Lại là bà phù thủy thôi anh ạ. Đúng rồi đấy. Phù thủy à, anh có biết cái bóng đen đó là một bà phù thủy đang xuất hiện ở đây, đang chôn anh em ta đấy. Thế à? Nhìn em này, có tả tơi không chứ? Thế thì bây giờ hai đứa phải nghe anh, chúng ta phải lên một kế hoạch để bắt mụ ta lại, rồi cho mụ ta trả giá với những việc mụ ta đã làm. Được rồi anh, bây giờ chúng ta vào trong kia bàn kế hoạch thật là chi tiết. Đi, vào đây. Kế hoạch của đứa này hai đứa nghe nói này. Sao anh? Em thấy kế hoạch của anh rất là chi tiết. Bây giờ anh em ta làm luôn đi, không được để bà phù thủy tắc oai tắc quái ở đây được nữa. Rồi, được rồi, anh em ta dê cái đó. Dê. Anh em, xông lên! Ngon quá. Bánh ngon quá. Con bé kia nó ăn bánh ngon thế nhỉ? Mình sáng giờ cũng chưa ăn gì, đói quá rồi. Thôi, mình lấy cái bánh này ăn tạm cũng được. Anh ơi, cứu em. Chết mà, chết chưa? Chết chưa? Đúng rồi. Chơi. Trời nhá. Này thì tắc oai tắc quái. Dám trêu mà là hả? Trả ra. Giờ thì anh nhận lại những cái kết mà bà đã làm ra. Đi, đi. Trả ra. Hả? Còn lâu nhá. Người đợi. Đáng ghét. Đúng rồi. Một, hai, ba. Thế là sao? Không ai ai rồi, ok. Không, anh chỉ lấy cặp mặt em trôi vào dòng nước thôi. Ui, má. Tình trí hòa vậy. Quay cặp mặt luôn em. Tấn, 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 tấn đầu. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.